Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình mời các bạn cùng xem cái chiếc máy xới bánh xích. Cái máy xới bánh xích này là cái máy tự chế. Cái con này là của cơ sở Hậu nha các bạn. Cơ sở Hậu ở mà cầu xưa, ở mà Vĩnh An mà Châu Thành An Giang á, cầu số 8. Cái dàn chân á, chân này là chân của là máy gắt 70 nha. Chế là chân này chân lớn. Cái xích này xích cũng lớn là xích 70, xích của máy gắt 70. Cái gác cái động cơ này á, là cũng là đầu cu tao 70 luôn. Chạy nghe gắt liền nha các bạn, nghe cái tiếng động cơ nổ rất là đã luôn. Rất là đều. Cái cạc đăng xới nó hơi gục xuống đó các bạn thấy không? Cái hộp sọ này cũng là cũng trọng trọng mà, chứ sọ không có lớn hung mà cũng không có nhỏ nữa. Cái con này cỡ cái tầm nó 170 triệu nhưng mà nó có tới hai tác dụng nữa nha các bạn. Các bạn thấy phía trước cái mâm của nó là cái mâm nè, này là hai bên. Cái này là để sử dụng là khi mà lúa mà thu hoạch nó kéo lúa luôn. Kéo lúa luôn á, rất là đã. Cái này cũng chở cũng khoảng được, cũng được bộn bộn là nghe 7-80 bao á, máy này máy lớn, xích thì xích lớn. Cái kỹ thuật qua cua cũng là rất là đạt nha các bạn đây. Mọi người rất là sợ khi mà cái con máy này qua cua là do nó bị đùa xịn, nhưng mà các bạn xem nha, cái này vẫn bình thường nha, nó đâu có gì hết trơn á. Cái này lái là anh này rất là khỏe nha. Có ba cái bộ điều khiển, một là cái tay ben với hai cái cây nè, anh gặt á, muốn quẹo bên nào thì gặt bên đó ha. Chạy nghe cái tiếng êm rệm mà. Cái loại máy này chạy rất là dữ nha các bạn. Chạy rất là tốc độ á, mà tại cái này, anh tài xế này anh rất là hiền nè. Anh chạy này anh chạy chậm. Nói về chạy chậm cũng không có chậm gì cho máy đâu nha. Coi nè, coi cái bánh các bạn thấy lăn nè. Đó, tốc độ ghê chưa. Khi mà lướt qua nè các bạn, tốc độ của mà thấp nhất nha, nó tới qua chạy rất là nhuyễn, chín đất. Bị chỗ này là không có đốt gom được cho nên nó còn mấy gom cục có chạy nó động nè. Động gom quá cục. Cái bông này là tới 2m2 này nha các bạn. Bông này 2m2. 70 dàn máy gắt 70, cái đầu cua ta 70 á. Bự cái dàn tới 2m2. Rồi mấy dàn chân các bạn xem nè, mấy cái bánh mấy cống lăn. Rất là dày ha.
cái cơ sở hậu này làm cái dàn chân này rất là dày, chân rất là tốt, rất là cứng luôn. Cái con máy này chạy là không có nghe mà cua đồ cua đạt nha các bạn. Cái tiếng động cơ giống như một cái chiếc máy cày gì đó, chạy im rệm như trên một chiếc máy cày á. Đây là cái cơ sở hậu đây các bạn, chiên đóng là máy cũng khá là mạnh các bạn, các bạn gần quan hết trơn. Được cái con này về thì có nhiều cái tác dụng, cũng tiện tới mùa thì mình xới, còn quay ngang thì tới mùa cắt lúa thì mình kéo chuyển sang mình kéo lúa. Cái con này đem mình chế đất á, là con này nó nói chung là phá lầy cũng rất là đạt luôn đó các bạn, nó là siêu phá lầy ha, ngoại trừ lọt đè thì xin thua, chứ còn mà đất lúng lúng là nó đang chạy với tốc độ này là nó miết nghe một cái là qua luôn à. Chứ là không có ít có cái vụ mà lầy lắm nha các bạn, chứ phải như máy cày mà cái bánh của nó nhỏ rồi bắt đầu chạy mà nó lúng lúng là gự, còn như cái con này bánh xích bình ngang lớn, xích của máy gắt 70 á, bánh lớn á, còn như mà nó đâu có mang cái dàn thùng của máy gắt, cho nên cái là cái độ mà cái mặt tiếp xúc đối với cái mặt đất ấy, khá là lớn, bởi vì khó mà gạch cho nó lầy lắm. Cái con này hiện giờ nó đang nằm ở đây là xã Vĩnh Phước. Cái con máy của mà cái cơ sở hậu này đóng thì về xã Vĩnh Phước này thì mình đi qua đi lại đó mình thấy được có con này rồi các bạn, không biết có gặp con nào nữa, có về đây được mấy cây nữa, nhưng mà thật ra về đây có thấy có một cây, mà mình thấy có một cây, một về thế cái này chắc cũng khá là hơi lâu lâu rồi, cho nên cái bảng hiệu này nó hơi mờ phai à. Chiếc máy cày, cái anh tài xế anh ngồi này là cao hơn chiếc máy cày nha các bạn. Cái ghế ngồi là cao hơn cái mặt đất là cỡ 1,6 đó, 1,5 đến 1,6 đó, rất là cao, ngồi trên cao dễ quan sát. Khi còn mùa thì tháo dàn sới ra, gắn ở phía sau, gắn cái ấy vô đó, gắn cái mâm vô là tiến hành mình kéo lúa thôi, rất là đơn giản, rất là tiện luôn ha. Cái này bên đó là chỉ còn là vô và tém cái bờ các bạn, chưa nãy là chạy ở trong thả giạc bên trong chạy, giờ cho nên giờ tém lại che lại sát gốc. Cái thao tác cũng khá là đơn giản ha, cái loại này thao tác cũng khá là đơn giản, lái với gà như lái một cái chiếc máy kéo vậy đó chứ có gì. Cầm cái tay với là gạt qua gạt lại rồi khỏe nè.